không hay toilet thì nhiều mà không biết để đảm bảo sức khỏe cho bà con và đề phòng hỏa hoạn, chùa Quốc Hải đề nghị bà con không đốt nhiều nhang và nhang lớn trong chùa. Cũng xin lưu ý bà con nên giữ gìn tư trang của mình cẩn thận, đề phòng cái gian lợi dụng. Kính chúc quý vị quan khách và bà con một năm mới gặp nhiều may mắn, ăn cao thịnh vượng, giảng sự như ý. Thành thật cảm ơn quý vị. Đó nè. Khen. Phúc khỏi chỉ không cầu, có xin chân chi, vậy có xin chân thiết thì phong lại giết, còn gì còn có hiểm, cũng chỉ không cầu, bắt họ tại tại heo dẫn dữ lọ, bắt họ chỉ có heo. Con xin tương thầy cố kiểm tra, xỉu xâm hương bỏ, thầy còn hát xấu, kè kè có bởi hạt cho. Cung chúc có bởi thân niềm dị đi, xâm sở xì xâm. Thôi đó nhanh. Quý vị quan khách và con đến viếng chùa Quốc Hải lưu ý.